Cái Eiffel Tower đây là cái làng Pháp giả nè. Nên tụi nó đang ở cái làng Pháp. Thanh Tâm, Thanh Tâm, con nói đi, Pháp, con đang ở Pháp. Pháp giả chứ không phải Pháp thiệt. Nó fake Pháp á. Như là hàng thấy khóc thì dần dần. Mình bớt bớt nắng rồi, đỡ quá.